Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho bé Six của mình đi chơi. Thì trước khi đi chơi, mình lợi dụng thời tiết nó nắng, cho nên là mình sẽ cho chú Six tắm trước để chú Six mát mẻ một chút và sạch sẽ thơm tho. Đó, các bạn nhìn chú Six tắm rất là say mê. Thì mục đích những cái buổi đây là cái buổi đầu tiên mình cho chú Six này đi giao lưu bên ngoài. Và mục đích thì các bạn biết là nếu các bạn thường xuyên cho những chú vẹt đi ra ngoài giao lưu với nhiều người lạ bên ngoài và thường xuyên tiếp cận với những cái không gian cảnh vật bên ngoài thì chú Six luôn luôn sẽ bạo dạn và sẽ rất là thân thiện. Chính vì vậy là mình cho chú Six này đi ra ngoài chơi là mục đích là như vậy. Và sau khi tắm xong thì mình sẽ cho tắm nắng một chút, sẽ cho phơi nắng một chút. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chú vẹt tắm nắng một chút cho nó khô lông. Ok, mình bắt đầu đến khu vực để cho chú vẹt có thể là giao lưu với những người khác. Sorry. Dạ anh. Nếu mà ở trên đấy chị bảo ai lấy số lượng uống nước chè giảm giá nhé. Như ở đấy là không không có bán chị thỉnh thoảng đâu. Cho nó tiếp cận cho nó cái này là bảo tê tươi dạ. Tại vì cái này nó giống to mà mỗi hộp chỉ được chục nghìn thôi. Anh Thành biết với không xem chim đi nhá. Cái này chứ. Em không sợ à? Xem thôi. Bỏ dép xuống, xong rồi. Là nó có bật tai nè. Nên là cái này sợ gì đây. Nha. Thế bố sợ nhỉ. Cái xà đuôi, con xà đuôi nó không khác, nó xà đuôi, xà đuôi Viễn Đông. Xà đuôi, sẽ chặn bằng tay đưa ở sắp sẵn. Nó cặp thì không đau nhưng mà nó mà ngay là đau. Là có con xích xích của gỗ ấy. Nó chẳng mẹ cắn cắn đứt cả cái ấy của điện thoại mình. Có nói được không? Chưa nói được, mới được có mấy tháng rồi. Mới đầu vụ từ tháng 12. Đấy, nó khoảng một năm, một năm nó bắt đầu nó mới nói được. Sao à? Sao đấy cháu ạ? Ai? Ủa. Bưng ngắm thối thế. Sao? Đây sao đâu? Nó sao không sao à? Sợ thế. Thế hồn giải cho Việt về cái. Có sờ đây sờ lông này bố sờ đuôi đuôi nó mấy màu hả nhỉ? Và mấy màu
Đuôi đẹp chưa? Đuôi đẹp. Sao đuôi đâu? Không nhìn thấy đâu, nó không nhìn thấy đâu. Nó không nhìn thấy con đâu. Không nhìn thấy. Vẹt thì nó cũng rất là cần cái môi trường giao tiếp. Và thỉnh thoảng khi mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể là cho những chú vẹt của các bạn đi chơi. Và nó sẽ được đến những cái nơi đông người, sẽ khiến cho chú vẹt bạo dạn và tự nhiên hơn. Chính là lúc Covid thì mình bán rồi, tuyên bố hết Covid phát. Nếu các bạn có thời gian thì khoảng một tuần các bạn có thể là cho chú vẹt đi chơi một lần. Tháng rồi, dân bây giờ còn... còn trong cái điều kiện em tưởng rẻ với tuần ít thời gian nửa tháng thì hai tuần hoặc ba tuần các bạn có thể cho chú vẹt đi chơi. Quá rẻ, dầu dừa quá rẻ, ảnh hưởng thu nhập. Đây anh vừa gì chỗ này? Anh đang kho phân đấy. Có khi mà đến chỗ đông người ở đấy nhiều lần Nhật và nhiều thời gian thì chú vẹt sẽ hiền hơn, ngoan hơn và ít cái tính lãnh thổ hơn. 15-20 cân thì đấy. Vẹt thì nó cũng rất là cần cái môi trường giao tiếp. Bóng đục. Ai sao bán cũng được rẻ gì?